Hello, chào mọi người ha. Mấy bữa nay lâu quá không có quay video vô lưu báo giáo ông Trang tới cô chú bác anh chị gần xa của mình. Mấy bữa nay cũng mưa bão quá mấy anh chị ơi. Với lại em quay cỡ này em like không em ức cái lên cái video á. Thì bữa nay em sẽ quay một cái video cho mấy anh chị mình xem, mình tham khảo thử. Anh chị nào không có thời gian mình xem like, mình có vô tình mình xem được cái video của em, mình muốn mua Trang thì anh chị mình cứ liên hệ với số điện thoại của em ha. Số điện thoại của em là 0939 746 143. Thì cái màu hoa anh chị mình đang xem trên đây là cái hoa Trang mới nha mấy anh chị. Cây này là cây đại cát. Đây cái hoa nó nè mấy anh chị. Khi mà nó mới nở ra là nó màu trắng, rồi nó ra màu hồng, rồi từ từ nó sẽ ra màu tím mấy anh chị. Đây nó muốn ra màu tím rồi nè. Hoa của nó thì nó rất là đẹp, nó đổi màu mấy anh chị. Và hoa nó có mùi thơm nhẹ nha. Cây này nó tên là cây đại cát. Thì mấy anh chị nào mà mình quan tâm cây này thì anh chị mình có liên hệ qua số điện thoại của em mình đặt hàng ha. Và giá thì là 170.000 một cặp. Thì một cặp là bao gồm hai cây đó mấy anh chị. Hai cây là 170 thì em bao phí ship luôn. Còn anh chị mình mua một cây thì em bao ship không được. Anh chị mình có thể mình chọn chung với mấy cây khác mình mua ha. Cây này là trồng ngoài nắng nha mấy anh chị. Cây này là trồng ngoài nắng rất là dễ trồng luôn. Rồi em quay thêm mấy mẫu khác cho anh chị mình cùng xem, mình tham khảo thử. Thì cái hoa ở đây thì anh chị mình nhìn cái hoa mình cũng biết đúng không? Ở đây em để nó nhiều loại lắm. Cái này là Mỹ Hồng nè mấy anh chị. Đây Mỹ Hồng. Màu hoa của Trang Mỹ Hồng anh chị mình thấy rất là xinh đúng không? Mỹ Hồng thì em gửi đi thì cây nó đang nụ thôi mấy anh chị. Đây. Anh chị mình thấy ở bên đây nó nụ nè mấy anh chị. À, nụ sẵn nè anh chị mình thấy ha. Có nụ sẵn như này luôn rồi. Giá của nó cũng là 170.000 một cặp mấy anh chị ơi. Thì một cây là 85.000. 85.000 cho một cây ha. Màu nào cũng vậy hết, 85.000 cây hả mấy anh chị. Ở đây là cây Trang Mỹ Hồng nè. Kế bên này là cây Trang Cam Đài Loan nè mấy anh chị. Trang Cam Đài Loan anh chị mình thấy cái hoa nó nở ra nè. Quá trời cánh hoa nó lớn luôn, nó gần bằng ngón tay em luôn á mấy anh chị. Cánh hoa của nó. Cánh hoa này là của cây Trang Cam Đài Loan nha. 85.000 cho một cây nha mấy anh chị. Hai cây là 170. Và kế bên nữa là màu đỏ này, nó tên là Trang Mỹ Đỏ nè. Anh chị nào mình nghe không kịp mình cứ chụp màn hình lại gửi qua bên em ha. Cái này là Trang Mỹ Đỏ nha mấy anh chị. Cũng là 85.000 luôn. Cánh hoa cây Trang Mỹ Đỏ nó khác nha. Đó. Mỹ Đỏ nó khác Mỹ Hồng nha mấy anh chị. Cánh hoa của Mỹ Đỏ nó ốm hơn. Đó, ốm hơn cánh hoa Mỹ Hồng luôn. Cánh hoa mà lớn nhất là cánh hoa của ông Trang Cam Đài Loan này nè. Bên đó là cây cam cà rốt kìa. Xa quá quay qua không tới. Em quay lại gần gần cho anh chị mình xem cái hoa nha. Đó, hoa Trang Cam Cà Rốt. Cam Cà Rốt là cái loại lá nhỏ nha mấy anh chị. Giá là 85.000 luôn. Cái bên nữa là Phụng Hoàng Lửa nha. Đó, Phụng Hoàng Lửa anh chị mình thấy cái hoa đó không? Phụng Hoàng Lửa cũng là 85.000 luôn. Nó có cái hồng phấn nhật nữa, để em kiếm hồng phấn nhật em quay cho mấy anh chị mình xem. Đây cây Trang Sen nữa nè mấy anh chị. Đây là cây Trang Sen nè. Trang Sen thì cái hoa nó nở ra nó xinh lắm anh chị. Ở đây nó chưa có nở nên chưa có quay được. Là nó mới nở ra một hai cánh bông rồi mấy anh chị. Đây cánh hoa nó nè. Nó nở ra thì một bông nhỏ này nở ra rất là nhiều cánh, nó tên là cây Trang Sen nha. Sen thì nó chỉ có màu đỏ thôi mấy anh chị. Cây này thì nụ rất là nhiều. Giá của nó thì cũng là 85.000 luôn nha. 85.000 cho một cây. Đây hồng phấn nhật nè mấy anh chị. Nãy giờ kiếm nó hoài. Hồng phấn nhật nè, cái hoa nó nè. Đây cái hoa bên này dễ nhìn hơn. Đó hoa của cây màu hồng phấn nhật nha. Hồng phấn nhật mới vừa búp cái hoa ra hả? Cũng là 85.000 một cây luôn nha mấy anh chị. Hai cây là 170. Rồi bông Trang đồng giá hết nha mọi người ơi. 85.000 luôn nè. Hồng phấn nhật thì nó xum lắm mấy anh chị. Cây nó còn nhỏ nha, nó cao khoảng một chậu lên, khoảng cỡ hơn gan à. Nụ nè. Cái loại này cái hoa của nó dày cánh hơn so với là cái hồng phấn lá chung của mình. Hồng phấn lá chung cái lá này nó mỏng hơn, lá hồng phấn nhật nó dày hơn. Hiện tại bây giờ bên em hết hồng phấn lá chung rồi. Lá này nó cũng là lá chung luôn á mấy anh chị, nhưng mà nó dày hơn cái hồng phấn lá chung. Bên này Mỹ Đỏ nữa nè, mấy cây Mỹ Hồng chuẩn bị giao để em quay cái góc này cho mấy anh chị mình xem ha. Nãy giờ em chưa có quay ở trong này, trong này nó có nhiều loại lắm mà cái nhiều loại thì em chưa có giao lưu nên em không có quay lên nha mấy anh chị. Đó, ví dụ như mấy cây này thì em cũng để đây nó nở hoa để quay cho mấy anh chị mình xem, mình tham khảo cái mẫu hoa mấy anh chị. Đó, cây này cây vàng Dubai nè. Đó, thường ngày thì em like trong góc này nè mấy anh chị mình hay xem nè. Hoa của cây Trang Mỹ Hồng nè. 85.000 cho một cây ha. Đây là cây Trang Cam Đài Loan nè. Cam Đài Loan cũng 85.000 luôn. Mỹ Đỏ nè, 85 luôn. Mỹ Đỏ nó nở hoa ra nè mấy anh chị. Đó, nó nở hoa ra anh chị mình thấy tròn tròn đẹp không? Rồi thêm một màu ở bên đây nữa, màu này nó tên là cây vàng Dubai nha. Vàng Dubai hoa của nó là màu vàng chanh, rất là tươi luôn nha mọi người. Đây anh chị mình thấy cái màu hoa của nó nè. Rực rỡ luôn không mấy anh chị? Vàng Dubai 85.000. Hai cây là 170. Rồi thêm một cái màu hoa này nữa, Mai Thái mấy anh chị ơi, hoa Mai Thái. Mai Thái này hiện tại bây giờ thì em chỉ còn có một màu thôi. Màu này là màu xanh bơ. Giá của nó là 130.000 cho một cây. Hai cây là 260.000. Anh chị mình mua một cây em không có bao ship được nha. Một cây ship là 30.000. Anh chị mình mua từ hai cây trở lên bên em bao ship ha. Cái này là màu xanh bơ, Mai Thái xanh bơ. Em ship đi là cây nó đang có nụ lai gai nha mấy anh chị. Nè, cây này gì mấy anh chị mình trồng nó lớn lên thêm nữa chứ không phải nó có như này rồi thôi đâu. Rồi cây này ở đây em bán mới là cây con thôi, cây giống nhỏ thôi. Vì mình trồng thêm từ từ. Đó mà hoa nó nè mấy anh chị. Loại này hoa nó thơm, dễ trồng, dễ chăm sóc, có bông quanh năm luôn. Để em quay ra đây coi còn cây nào chưa quay không, giới thiệu cho mấy anh chị mình xem luôn ha. Tại vì mấy bữa nay em cũng ít có mà kiếm thêm mẫu mới lắm mấy anh chị. Có mấy cây giấy, bây giờ em ngưng làm giấy, khi nào nó lên bông quay cho mấy anh chị mình xem. Để mấy cây Trang này mà khi mà nó đàn tàn bông rồi, mình cứ đem ra ngoài bình thường mấy anh chị, mình cắt nó. Cắt tỉa lại, đừng có để trong nhà nha, để trong nhà nó xuống màu liền.
Ở đây còn mớ vậy thôi mấy anh chị, quay cho mấy anh chị mình xem tham khảo thử mấy cái loại này ha. Cũng có mấy loại, anh chị nào muốn mua cái nào đó mình cứ gọi qua số điện thoại của em nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Anh chị nào xem được video này mình yêu quý, mình có thể mình bấm vô mình follow, mình đăng ký ủng hộ em nha mọi người. Cảm ơn anh chị mình nhiều nha. Hẹn gặp lại anh chị mình trong những video tiếp theo.